Kính chào quý ông bà và anh chị em rất thân mến. Kính mời quý ông bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa trong tin mừng Thánh Luca của ngày lễ mừng kính các thánh tự đạo tại Việt Nam. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Ông bà, anh chị em rất thân mến. Nếu các thánh tự đạo Việt Nam sống trong thời đại dịch như đại dịch COVID-19 mà tất cả chúng ta đang đối diện thì sẽ như thế nào? Nghe có vẻ kiểu đặt vấn đề rất giả tưởng, không có thật. Nhưng nếu suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy rất thú vị. Thú vị là vì trong hoàn cảnh đại dịch, chúng ta thấy không có thánh lễ tập trung, không có các buổi đọc kinh cầu nguyện đông người, không có các lớp học giáo lý, vân vân. Dựa vào đâu để chúng ta có được lẽ sống của đức tin và làm chứng cho tin mừng? Câu trả lời là chính đời sống chứng tá của các ngài. Dường như rất tự nhiên, cái chất sống đức tin ấy như cây đời chảy nhựa, như dòng suối uốn mình đem nguồn nước sự sống đến những nơi khô cằn, để làm cho đất thêm màu mỡ tốt tươi, cho cây trái được đông bông kết nụ. Tựa như hình ảnh đẹp của gia đình đức tin trong sách Maccabê hôm nay. Người mẹ và 7 người con trai của mình đã để cho dòng đức tin ấy tuôn trào từ những minh chứng hùng hồn về sự gắn bó mật thiết với Thiên Chúa lớn lao và ý nghĩa như thế nào. Sự kiện ấy không cho chúng ta thấy hình ảnh của một lớp học giáo lý, không có những tường thuật về đời sống phụng tự, thờ phượng Thiên Chúa, đọc kinh cầu nguyện. Nhưng nó lại là một bản trường ca bất tử của người mẹ truyền qua cho những người con của mình mà sách Maccabê đã mô tả rất đẹp. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy 7 người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng nhờ niềm cậy trông đặt nơi Thiên Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là một người phụ nữ nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Cuộc sống thời nào cũng vậy. Chúng ta luôn cần những bản trường ca đẹp và giàu chất biểu cảm về niềm tin, niềm trông cậy như thế. Vì đức tin chân chính và niềm trông cậy bất khuất luôn là những dấu chỉ để nhân loại, để con người thấy được bản thân mình cần đến Thiên Chúa như thế nào. Bản trường ca đó hôm nay chúng ta cũng được chứng kiến nơi các thánh tự đạo tại Việt Nam. Các ngài đều là những con người vốn mỏng giòn, đầy bất toàn, yếu đuối giống như bất kỳ một ai trên trái đất này. Các ngài có thể là một giám mục, một linh mục, một tu sĩ, một thầy giảng, một ông trùm trong họ đạo, một anh lính của triều đình hay một người nông dân bình thường, vân vân. Nhưng các ngài đã sống trọn vẹn lòng mến của mình với Chúa và với những người mà Chúa trao cho mình. Chúng ta tự hỏi các ngài có sợ không? Thưa, sợ chứ. Vì đứng trước ranh giới của sự sống và sự chết, chúng ta được quyền chọn lựa chết vinh hoặc sống nhục, hy sinh mạng sống hoặc giữ lại mạng sống ấy. Đó cũng là một lời mời gọi cho chính chúng ta hôm nay. Vì thế, có những chọn lựa hàng ngày, chúng ta đã không đủ can đảm làm chứng cho sự thật vì sợ ảnh hưởng đến bản thân, sợ mất công ăn việc làm. Chúng ta không đủ bản lĩnh để chọn cho mình cái phần thiệt thòi hơn tha nhân
Thậm chí tha nhân đó có thể là anh chị em trong cùng một gia đình, trong cùng một mái nhà. Trong những tranh chấp tài sản, quyền lợi kinh tế, chúng ta vẫn để cho những thứ bản năng ích kỷ chi phối cuộc đời chúng ta. Chúng ta đưa ra muôn vàn lý do để chúng ta sống cái thứ bản năng đó, để rồi chưa một lần chúng ta nếm trải sự ý nghĩa và ngọt ngào của mầu nhiệm thập giá nơi cuộc đời chúng ta. Cho nên, giữa một thế giới đang thiếu vắng lời chứng tá của tin mừng, thì hôm nay chúng ta cất lên lời ca tụng Thiên Chúa cùng với những bậc anh hùng đã để lại trên mảnh đất hình chữ S này sự sống, những giọt máu đào, những mạch đời của chính bản thân các ngài, để gieo vào lòng đất đức tin kiêu hùng. Chúng ta cần lắm một tâm tình sám hối, lời sám hối của một tâm hồn hoán cải và yêu mến, để khi chúng ta hưởng nhờ cái di sản đức tin của các ngài để lại, chúng ta không làm hao mòn, mà thay vào đó chính là những mạch nối làm cho dòng chảy đức tin mà các bậc tiền nhân để lại tiếp tục và tăng trưởng. Người môn đệ của Đức Giêsu hôm nay luôn mang nơi mình lòng mến không chỉ dành cho bản thân mà cần được trải dài trong cuộc sống mỗi ngày với tha nhân, với đồng bào, với tổ quốc, với những nơi và những con người cần đến lòng thương cảm đó. Các thánh tử đạo tại Việt Nam đã minh chứng cho chúng ta thấy lòng thương cảm đó được trải dài trong cuộc đời các ngài như thế nào. Cụ thể, Thánh Simon Phan Đắc Hòa, một giáo dân tử đạo, là một lương dân, cậu Phan Đắc Hòa đã bị cuốn hút bởi đời sống bác ái, yêu thương của một số Kitô hữu mà cậu gặp gỡ. Cậu đã xin phép mẹ để được học đạo, trở thành Kitô hữu. Cậu lớn lên lập gia đình, có 12 người con. Và với cuộc đời của mình, Simon Phan Đắc Hòa luôn sống gương mẫu cho mọi gia đình trong làng xóm. Làm nghề y cho nên ông đã không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để giúp người nghèo khó, những người bệnh tật sống chung quanh mình. Đó cũng là những bóng hình thấp thoáng, đầy âm thầm nhưng đầy quả cảm của những linh mục, của những tu sĩ, những tình nguyện viên, những y bác sĩ, những nhân viên y tế, những điều dưỡng tận tình chăm sóc cho các bệnh nhân COVID trong các bệnh viện dã chiến, nơi tuyến đầu của tâm dịch mà thời gian qua chúng ta đã đối diện. Họ có quyền ở nhà để lo cho gia đình, họ có quyền ở cộng đoàn để lo cho cộng đoàn. Nhưng tại sao họ lại ở đấy? Thưa, vì tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi. Tình yêu ấy lôi con người ta ra khỏi những cái vỏ bọc của cái tôi, vỏ bọc của sự ích kỷ, vỏ bọc để an toàn cho bản thân mình. Hầu lên đường trao ban và chia sẻ cho tha nhân, cho anh chị em. Lạy Chúa, xin cho bước đường thánh giá mà Chúa mời gọi chúng con bước theo cũng chính là hành trình thập giá của các bậc tiền nhân đã đi trước chúng con, luôn được nâng đỡ nhờ lời bầu cử của cùng Chúa của các ngài, để chúng con tập sống kiên trung như các ngài giữa một thế giới đang rất cần lời chứng tá và lòng trung thành với những giá trị của tin mừng. Amen. Trong hương khói nghi ngút bay, kính dâng lên ngài lời kính này, nguyện cầu cho những ai đã khuất đi mà đời vẫn ghi công ơn sinh một phút cúi đầu để nhớ ơn người tưởng nhớ công ơn của người, một phút cúi đầu lòng vẫn kêu cầu lạy Chúa xin người thương cứu rỗi.
chìm trong quên lãng những dấu yêu, xót xa trăm chiều vì yêu nhiều. Một đàn con chắt chiu mộ đá rêu, lạnh lùng hát hiu tâm thần tiêu điều. Một phút cúi đầu để nhớ ơn người, tưởng nhớ công ơn của người. Một phút cúi đầu lòng vẫn kêu cầu lạy Chúa, xin người thương cứu rỗi. Cho thấy bóng dáng xưa để thân thưa lời tạ ơn người, và xin tha thứ đi chữ hiếu kia đã làm xót xa trái tim tràn hòa. Một phút cúi đầu để nhớ ơn người, tưởng nhớ công ơn của người. Một phút cúi đầu lòng vẫn kêu cầu lạy Chúa, xin người thương cứu rỗi. Một phút cúi đầu để nhớ ơn người, tưởng nhớ công ơn của người. Một phút cúi đầu lòng vẫn kêu cầu lạy Chúa, xin người thương cứu rỗi.